Xin chào anh em, em thiệu anh em đây là một số lá gió của Hoàng Đức 303 nha. Bốn loại thì Đức 303 mình xài đường kính lá gió đó là 26 ly. Thì loại truyền thống đó là bằng nhựa nha. Nhựa thì hàng này là tính ra đồ này, hàng này nó dở nhất, nó mau rách lắm nha, dễ rách lắm. Nhựa nó giòn, nó dễ rách. Thứ hai là lực hơi nó không bung hùng nha. Còn cái đến là hàng da bò thì nó ưu điểm là độ bền nó cao, nhưng mà lực bắn nó không căng bằng, hơi nó không căng hùng nha. À, cuối cùng là ngon nhất là silicon nha. Silicon này hai loại, hoặc là silicon trắng này nha, rồi này silicon đỏ này, thì đỏ này silicon dòng cao cấp nha. Đó đó, hàng này thì độ bền rất là cao, lực bắn rất là căng, nó kín, rất là kín hơi nha. Tại sao? Tại nó có độ đàn hồi, nó buông vô cái ánh, cái ống á hít hơi ra lực lực nén rất là cao đó, nó rất là ngon. Xe con đỏ thì độ bền nó cao nha, xe con trắng thì cũng ngon luôn nha. Xe con trắng đó, thằng này ưu điểm nó là độ bền cao, chịu dầu tốt, nó độ đàn hồi tốt thì nó bung vô nó ôm thành ống tốt thì nó lực nén nó sẽ cao đó. Thì có bốn loại cho anh em lựa chọn nha. Dễ nhất là nhựa, nhựa nó mau rách lắm nha, tuổi thọ mà vừa mạnh mà vừa bền nhất là silicon hai này nha. Rồi anh em cần alo cho điện thoại tư vấn cho.